vì lúc đó là bản năng rồi, nó không còn lý trí nữa đâu. Ngu xuẩn nhất có thể, nham hiểm nhất có thể. Mồ côi cha từ nhỏ nên vốn dĩ cuộc sống của hai mẹ con Ly vô cùng khó khăn. Chính vì thế Ly đã rời xa mẹ đi làm việc tại một nơi khác. Nhưng bản chất của Ly bị đồng tiền lập mờ lý trí, nên cô là một con nợ rất khó đòi. Ly là cô gái khá xinh trong công ty, nên Minh cũng có chút tình cảm. Về phía Ly, cô đang thiếu bà Hoa một khoản tiền, nên khi thấy bà Hoa, cô đã bỏ chạy. Ủa Ly, em đi đâu mà chạy nhanh vậy? Nè, Ly, trời ơi, nói hai ngày trả tiền cho tôi, bây giờ hai tuần lễ rồi mà họ chưa thấy tiền bạc là sao? Gọi điện thì không nghe máy, đến nhà thì khóa cửa. Ủa là sao? Dạ cô ơi, tại vì dạo này con lu bu nhiều việc của con quên, con xin lỗi cô nha. Với lại á, điện thoại của con đang bị hư nên sửa ở ngoài tiệm á. Mày đừng có xạo nha, tao gọi mày quá trời mày có dừng lại đâu hả? Là rõ ràng mày chống nợ tao chứ mày quên cái gì mà mày quên. Dạ cô đừng hiểu làm ý con, nếu mà hồi nãy con nghe là con đã dừng lại rồi, con đâu có chạy để cho bị té đâu cô. Trời ơi Ly ơi là Ly, con cũng là dân làm ăn, phải không? Con phải hiểu được là Ly khi mình kẹt vô nó như thế nào. Hai tao thấy mày kẹt, tao cũng thương thả cho mày mấy ngày. Cái đâu mà tới ngày hôm nay mình cũng chưa trả tiền cho cô là sao? Rồi tiền đâu có lấy hàng, tiền đâu có xây sở. Dạ cô cũng hiểu giùm con đi. Dạo này con lu bu tùm lum gì hết trơn, nên con không có nhớ cái gì hết á. Không bây giờ cô thư thả đợi con tới ngày mai được không? Chiều nay á con xây tiền rồi, ngày mai con gửi cho cô liền nha. Tao không có tin mày nữa đâu, mày thất hứa nhiều lắm rồi. Ngày hôm nay mày phải trả tiền cho tao. Nhưng mà bây giờ con đâu có tiền ở đây đâu. Tao không cần biết, mày làm sao mày có tiền mày trả cho tao được rồi. Cô, có chuyện gì vậy cô? Thì nó thiếu tiền nó không trả nè. Cái bà này, tôi đến đó ngày mai tôi trả cho bà mà. Trời ơi, tao không cần biết nha, mày thất hứa rất là nhiều lần rồi. Ngày hôm nay mày phải trả cho tao mới được. Giờ sao, mày có tiền trả hả? Mày bán cái vòng này, mày trả tiền cho tao đi. Cái bà này, bà ăn nói gì kỳ cục vậy? Cái vòng này là kỷ vật của mẹ tôi để lại chứ bộ. Thôi, hai người bình tĩnh đi. Có gì á thì tao giải quyết. Mà Ly á, nợ cô bao nhiêu tiền? 10 triệu. Nợ nần gì mày dai với lãi gì vậy? Cô đọc số tài khoản đi. Con chuyển trước cho cô 7 triệu. Còn 3 triệu còn lại á, mai Ly sẽ chuyển cho cô sau. Rồi, từ đây. Chuyển liền đi. Ngày mai còn 3 triệu ha. Làm ơn ha, tìm đủ cho tôi á. Không trả đủ cho tôi 3 triệu đừng trách tôi á. Có rồi. Bực bội. Cái bà này thiệt luôn á. Anh, tự nhiên á, anh trả tiền cho bà ăn chi vậy? Chứ sao gì á, không phải trả mà. Thay vì em nợ bà, tìm nợ anh đi. Vậy em cảm ơn anh nha. Nhưng mà bây giờ em có chuyện gấp phải đi rồi. Có gì vậy? Mình nói chuyện sau nha anh. Mà Ly. Ly. Dạ. Em ổn không? Em ổn mà. Chẳng qua dạo này việc ở công ty nhiều quá nên em hơi stress một chút. Cái tiền mà hôm bữa anh trả giùm em á, để tới cuối tháng công ty phát lương rồi em gửi lại cho anh nha. Cái đó là chuyện nhỏ mà. Dù gì á, em và anh cũng làm chung công ty với nhau được hơn 3 năm rồi. Dạ, vậy em cảm ơn anh nha.
Bộ có chuyện gì hả? Mà cái người đàn ông đó là ai vậy? Anh ta tới gặp em để trao đổi một chút công việc thôi, chứ không có gì đâu anh. Malina, nếu như em có khó khăn gì á thì em cứ nói với anh, đừng có ngại nha. Chẳng qua ngoài làm việc ở công ty thì em có lãnh thêm một số mỹ phẩm về nhà để bán online nữa. Nhưng dạo gần đây vốn của em á bị chôn vô mấy đơn hàng mà chưa có gửi đi được, nên em cần tiền đúng không? Lãnh xíu. Tháng này á anh được thưởng doanh số, em cầm lấy số tiền này á lo cho công việc của em đi. Vậy sao được anh? Anh làm gì em ngại lắm, tại cái tiền trước em chưa có gửi lại cho anh nữa mà giờ anh. Em đừng có ngại, tháng nào á anh cũng được thưởng doanh số mà, khi nào mà em có thì em trả lại anh cũng được mà. Dạ vậy ạ, em cảm ơn anh nha. Chiếc vòng nhìn đẹp quá ha. Chiếc vòng này là của mẹ em tặng cho em lúc mà em phải xa quê để lên thành phố lập nghiệp. Mẹ còn dặn em á là nếu mà lên đây sống khó khăn quá thì về với mẹ. Nhưng hiện tại bây giờ mẹ của em đang bị ung thư thời kỳ cuối. Em làm việc ở công ty không có đủ chi phí để mà lo tiền viện phí cho mẹ, nên em mới phải kinh doanh thêm online đó. Nếu như mà em không chê á thì anh có thể làm chỗ dựa cho em được không? Bàn tay của anh á sẽ nắm chặt lấy bàn tay của em, sẽ bên cạnh em á mỗi khi em thấy buồn. Hứa sẽ không bao giờ buông đâu. Tuy có tình cảm với Ly từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Minh dám tỏ tình thật sự. Và chính bản thân Ly cũng đang rất cần một trái tim để sưởi ấm cho mình, nên cả hai bắt đầu đến với nhau. Tránh ra mày. Anh không phải lấy xe của tôi. Anh lấy xe của xe đâu tôi kia là anh. Mày chiếu tiền không trả anh, lấy cái xe đi ra. Anh trả tiền lại cho tôi. Làm gì vậy? Làm gì lấy xe của người ta vậy? Bộ tính ăn cướp hả? Cái này là chuyện của mày. Mày nuôi nổi nó không mà xíu vào chuyện này? Ly nợ mày bao nhiêu tiền? 12 triệu. Không có tiền á thì tránh ra. Ly, có phải đó là người đã gặp em ở quán cà phê đúng không? Em có chuyện gì đang muốn giấu anh đúng không? Cái dòng của em đâu? Em bị người ta bơm hàng, số lượng lớn lắm. Họ có cả một đường dây từ shipper cho đến đặt hàng luôn. Bây giờ em không biết tìm họ ở đâu hết. Tới địa chỉ đi giao hàng á, ta nói là người ta không có đặt gì hết. Xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Những lời nói của Ly làm cho Minh tỏ lòng thương cảm, nhưng anh không ngờ rằng sự thật không phải như vậy. Ly không hề chú tâm làm ăn, mà tất cả đã bị Ly nướng sạch vào cờ bạc và số đề. Bây giờ mà có tiền, mình sẽ dứt cái lô này, bảo đảm chịu này thắng chắc. Bây giờ tiền đâu ra? Alo, anh Minh hả? Ừ, anh nghe nè. Bây giờ anh chuyển giùm cho em vài triệu được không? Em cần bao nhiêu? Dạ, tầm 15 triệu. Đâu đó. Cô. Cô dạ. Cho con hỏi, cô có thấy Ly đâu không cô? Hồi nãy nó ngồi quán cà phê ngã tư á. Ê,
Dạo này nó làm ơn lớn dữ ta. Dạ đúng rồi cô, Ly chịu khó lắm. Ly vừa làm chung công ty với con nè, mà vừa bán hàng online để kiếm thêm nữa. Ly giỏi lắm. Trời ơi, bán hàng online. Dạ. Trời ơi, nó đánh đề online thì có. Cô nói gì? Đánh đề hả? Chứ gì nữa, con nhỏ này cờ bạc là số 1, tôi còn lại gì nó nữa. Bởi vậy mẹ nó dạo này dưới quê sướng, đâu có làm ăn gì đâu. Suốt ngày ở không, đi du lịch, tự sướng up hình Facebook. Chứ không phải là mẹ của Ly bị ung thư hả cô? Trời, ung thư gì mà đi du lịch hoài vậy? Tôi thấy cậu ung thư thì có ung thư não á, cho nên mới bị nó dụ á. Dạ em nghe nè. Em đang ở đâu vậy Ly? Dạ em đang ở trong kho lấy hàng nè. Mà anh chuyển khoản cho em chưa vậy? Ủa, anh chuyển chưa ta? Ủa, anh Minh. Đánh đề online. Vậy mà em nói em cần tiền kinh doanh để chữa bệnh ung thư cho mẹ. Anh Minh à, anh bình tĩnh nghe em nói đã. Anh nghĩ là em không cần nói gì nữa đâu. Vậy là quá đủ rồi. Anh Minh, tại em muốn kiếm thêm thu nhập để lo cho mẹ nên... Nên em mới bày ra cái trò mẹ của em bị ung thư giai đoạn cuối. Vậy em cần tiền để kinh doanh online. Và em dùng chính số tiền của anh để chơi cờ bạc hả? Em có biết á, là khi em dính vô con đường này là em đã vi phạm pháp luật không hả Ly? Anh không nghĩ những cái chuyện như vậy em cũng nghĩ ra được. Anh nghĩ là mình nên chia tay đi. Anh Minh! Anh Minh! Lời chia tay từ Minh khiến Ly dường như mất tất cả. Không còn tiền trợ cấp từ Minh và số tài sản cũng đã nướng sạch vào trò đỏ đen. Bỏ nên mày. Cô liên tục bị các chủ nợ đến đòi, khiến cho cuộc sống vô cùng chật vật. Bỏ cửa cho! Bỏ cửa mày! Bỏ cửa! Tính giật tiền của tao hả? Bỏ cửa! Bỏ cửa mày! Bỏ cửa! Lẹ lên! Mày tính trốn cái gì? Bỏ cửa! Cho dù Ly có đến tìm Minh, nhưng Minh cũng trách Ly, làm cho cô không còn chỗ dựa nào. Cuối cùng, Ly đành phải tìm đến bà Kiều, chị ruột của mình, để nhờ vả. Dì Kiều ơi! Dì Kiều ơi, dì Kiều! Ai đó! Dạ, con chào Dượng. Có gì không con? Dạ, có dì Kiều ở nhà không Dượng? Không có, bà mới vừa đi công chuyện đâu á. Dạ vậy thôi con xin phép Dượng con về. Để bữa nào có gì ở nhà thì con qua nha Dượng. Ly. Ơ, gì? Con qua thăm gì hả? Dạ. Sao lâu quá không ghé gì chơi? À, dì thông cảm nha. Dạo này á con bận việc ở công ty quá. Bữa nay con mới có thời gian qua thăm dì nè. Uống nước đi con. Dạ. Lúc này công chuyện làm ăn của con sao rồi? Dạ ổn lắm dì. Vậy là tốt lắm rồi, dì mừng cho con đó. Dạ. Mà hôm nay con qua đây có chuyện gì không? Dạ, chuyện là ngoài công việc ở trên công ty của con ra thì con đang muốn mở rộng thêm mặt bằng để kinh doanh. Mà hiện tại á, vốn của con á thì đang bị kẹt ở mấy đơn hàng lớn, chưa có rút về được. Mà con tìm được á, hai mặt bằng giá đang rẻ lắm dì. Bây giờ mà không đặt cọc, con sợ người khác sẽ lấy mất. Hả? À, mà con cần bao nhiêu? Dạ, con cọc cho người ta 6 tháng, hợp đồng là 5 năm. Giá của hai mặt bằng này là 100 triệu. Mà hiện tại á, vốn của con chỉ có 30 triệu à, còn thiếu tới 70 triệu lận. Dì cho con mượn nha, rồi qua tháng sau con sẽ gửi lại cho dì cả gốc lẫn lãi luôn. Chỗ dì cháu với nhau, đừng có nói chuyện lời lãi gì hết á. Nhưng mà có điều á, là hiện giờ ở nhà dì á, chỉ còn có 30 triệu tiền mặt thôi. Nếu mà con cần gấp á thì để dì ra ngân hàng dì rút tiền rồi dì cho con mượn nha. Vậy là dì đồng ý cho con mượn hả? Ừ. Dạ con cảm ơn dì. Mà dì ơi, dì đừng có nói với Dượng nha, con sợ Dượng la. Yên tâm đi, dì biết mà, dì không có nói đâu. Bà Kiều vốn thương cháu mình nên sẵn lòng giúp đỡ Ly không chút do dự. Nhưng bà không biết rằng tình thương của mình đã đặt sai chỗ.
bây giờ có tiền chuột xe. Sao lòng mượn tiền trót lọt một cách dễ dàng? Trong đầu Ly lúc này lóe lên một dự định đen tối với chính người dì ruột yêu thương mình. Và lần này, kế hoạch được Ly sắp đặt một cách tinh vi hơn. Dì xem nè, cái nhà này họ mới xây xong. Bây giờ đang trong mùa dịch nên họ bán giá rẻ lắm. Bây giờ mình mà không tranh thủ mua, con sợ người khác mua thì uổng lắm. Nhưng mà còn chuyện giấy tờ thì sao con? Dì yên tâm, giấy tờ họ rõ ràng lắm. Với lại nhà này là chính chủ nên họ ký sang tên cho mình với ẹt à. Đây, ở đây còn mấy lô đất nữa nè dì. Đó, bên đây nữa nè. Bây giờ con với dì hùng vốn lại mình mua luôn. Đây, dì xem qua sơ cái giấy ủy quyền và cái hợp đồng đặt cọc đi. Để lấy lòng tin, Ly đưa cho bà Kiều sắp giấy tờ viết sẵn, rồi nói bà Kiều ký tên vào. Nhưng bà không ngờ rằng giấy tờ mà Ly đưa cho mình hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Chị yên tâm ký đi, mọi chuyện cứ để cho con lo. Về phía Ly, cô quyết định đánh cược hết số tiền còn lại vào canh bạc cuối cùng và cũng thua sạch. Dạ, bây giờ con với dì lên phòng công chứng luôn nha. Nhưng mà dì nhớ mang theo tiền. Mưa gió sao không vô nhà ngủ đi, ngồi ở đây làm gì vậy? Bà ngồi xuống đó đi, tôi cũng muốn nói chuyện mà một chút. Tôi hỏi bà cái này. Có chuyện gì? Tháng này bà làm gì mà rút tiền nhiều dữ vậy? Rồi tiền bán mấy tấn cá ở đâu? Thì chuyện làm ăn của tôi thôi mà. Chuyện làm ăn gì quan trọng mà bà không cho tôi biết? Nè, bà đừng có nói liên quan tới con Ly nha. Ừ. Trời ơi, tiền tỷ mà, chứ đâu phải vài ba triệu đâu. Mà sao bà không cho tôi biết? Thì hồi nào tới giờ á, ông có ưa nó đâu, cho nên tôi đâu có dám nói cho ông nghe. Còn cháu như đó, ai mà ưa cho nổi. Mỗi lần nó tới đây á, cứ nhờ giả không à. Chưa một lần tôi thấy nó hỏi thăm mà đàng hoàng. Thì cháu mình nó bận làm ăn, ông thông cảm cho nó đi. Thôi thôi, bà khỏi bên nó nữa đi. Bà nói tôi nghe nè, bà làm ăn với nó gì mà tiền nhiều như vậy? Tôi hùng với nó mua mấy lô đất, với lại mua nhà của người ta xây sẵn á, để dành đó bán hay là cho thuê để kiếm lời mà. Rồi, bà có tới đó coi chưa? Tôi chưa có tới đó coi, nhưng mà nó có đưa hình, rồi đưa giấy tờ cho tôi coi đàng hoàng, tôi mới chịu mua đó chứ. Trời ơi, chưa tới coi, chưa bằng mặt gì với tôi hết, mà dám đưa tiền cho nó, mà gan dữ nha. Không lẽ con cháu trong nhà mà nó lừa mình sao? Quan trọng đó, chỗ người trong nhà đó, quan tâm suốt tháng à. Tôi không thấy nó qua chào hỏi bà một câu đàng hoàng. Tự nhiên, bây giờ tới đây cái bàn chuyện làm ăn chung là sao? Tôi nghe nó hoang đường quá. Ông sao mà ông đa nghi quá. Nó đưa tôi coi giấy tờ đàng hoàng rồi nó sang qua tên mình nữa. Ông khỏi lo đi. Thôi thôi thôi, không nói nữa. Bây giờ sáng mai nè, bà dắt tôi đi ra coi mấy lô đất để xem sao. Được rồi, có vậy mà cũng làm dữ. Thôi, vô ngủ đi. Chú là dạ con là quản lý ở khu đất này. Cô chú muốn coi lô nào ạ? Đất ở đây giá rẻ nhưng tiềm năng lắm. Sắp tới ở đây cũng mở rộng để định làm sân bay á. Cô chú mua ở hay là thuê cũng được ạ. Tôi có mua rồi. Hôm nay tôi đến đây để xem thử thôi. Ủa vậy hả? Cô chú mua lô nào rồi? Cháu tôi nó mua giùm. Cho nên cũng chưa biết cái lô nào nữa. Ủa kỳ vậy ta? Ở đây con là quản lý đây mà có bán được lô nào đâu con. Hay là cô đọc tên đi để con dò cho. Đâu, chú coi giùm thử cái tên là Nguyễn Thúy Kiều á. Có không chú? Dạ, trong danh sách của con không có tên này cô ạ. Hay là cô có nhầm khu nào không ạ? Có chắc cái lô đất này hay không? Trời, nó ghi cái địa chỉ này rõ ràng mà.
À, đúng rồi, chắc là nó chưa có sang tên á. Đâu chú coi dùm cái tên Nguyễn Tuyết Ly. Dạ. Dạ cũng không có luôn con. Sao lại kỳ vậy ta? Sao vậy? Trời ơi. Cô chú nói sao vậy? Nhà này của con cả năm nay có bán được cho ai đâu. Ủa? Ờ, chứ phải cháu tôi mua cái nhà này rồi sao? Mua cái gì? Bây giờ cô muốn mua thì con dắt vô cho cô coi nhà. Chứ con treo bảng cả năm rồi, có bán được ai đâu. Bà thấy chưa? Bà! Bà sao vậy? Cũng như lô đất, căn nhà mà Ly nói đã mua cho bà Kiều cũng được xác nhận là không hề có. Ngay lúc này, bà Kiều thất thần vì biết bản thân mình đã bị chính đứa cháu ruột lừa gạt. Trời ơi là trời, bao nhiêu tiền dành dụm của tôi, rồi tôi bán hết bao nhiêu tấn cá, tôi bỏ vô đó, tôi đưa cho nó. Bây giờ nó không có mà tiền cũng không còn nữa, nó cũng đi theo mất luôn rồi. Trời ơi là trời. Khóc cái gì mà khóc, tại bà hết á, bà tin nó quá mà. Tôi cũng bị lừa thôi mà, bây giờ ông bị tôi làm sao bây giờ đây? Thì bây giờ tôi với bà đi ra công an thôi đó. Một tuần sau, bà Kiều đem đơn đi kiện, Ly cuối cùng cũng đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở địa phương khác. Tại phiên tòa, Ly bị phạt với mức án 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến vài tỷ đồng và mất khả năng chi trả. À, bây giờ anh chuyển giùm cho em vài triệu được không? Em cần bao nhiêu? Dạ, tầm 15 triệu. Anh chuyển cho em. Sai lầm lớn nhất của Ly chính là vì túng quẫn mà lao vào cờ bạc. Nếu ngay từ đầu cuộc sống của Ly có khó khăn thì cũng có Minh giúp đỡ. Đáng lẽ cô phải trân trọng và cùng vun đắp tình cảm của Minh dành cho cô. Cái chuyện mà em nói với anh lúc giờ em kinh doanh online là em có xạo anh á, tại em đang còn tiền nên đã dính vào cờ bạc. Chị Hoa đã nói cho anh biết hết rồi. Em có biết á là khi dính vô cờ bạc là vi phạm pháp luật không? Bây giờ em nghe anh đi, bỏ hết tất cả, tập trung vào công việc thôi. Anh sẽ luôn bên cạnh á, quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho em, cùng em vượt qua mọi khó khăn. Cảm ơn anh nha. Giá của hai mặt bằng này á là 100 triệu, vốn của con chỉ có 30 triệu à, còn thiếu tới 70 triệu lận. Vậy vậy, thì cho con mượn nha. Rồi qua tháng sau, con sẽ gửi lại cho Việt cả gốc lẫn lãi luôn. Nếu bà Kiều không vì sự cả tin với đứa cháu ruột bàn bạc lại với chồng, thì có lẽ chuyện tồi tệ đã không xảy ra. Khi một người mất tiền, còn người kia thì phải sống trong vòng lao lý. Đáng lẽ là dì phải rút tiền cho con mượn rồi. Nhưng mà dì nghĩ là dì phải về bàn bạc với Dượng một tiếng. Nếu như Dượng đồng ý, dì sẽ rút tiền cho con mượn liền. Còn nếu như Dượng không đồng ý, con thông cảm, đừng có buồn gì nha. Dạ, con cảm ơn dì. Không nên nhẹ dạ cả tin, dù đó là mối quan hệ thân thiết, nhất là liên quan đến chuyện tiền bạc. Đôi khi tình yêu thương của mình vô tình khơi dậy sự tham lam của đối phương, dẫn đến những hiện thực không hay xảy ra.